À, xin chào anh chị nhé trước mặt anh chị là một vườn à, cao su 7 năm tuổi à, 7 năm tuổi nhưng mà chủ này người ta chưa thu hoạch nhá anh chị ha à, 7 năm tuổi người ta chưa cạo à. ở tại ấp bưng c xã tân thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước anh chị ha cái miếng này có cái diện tích là à, 1,8 phẩy tám hecta một phẩy anh chị nhé à, thì đây trước mặt nó đây là con đường liên xã đường đất Tuy nhiên thì nhà nước người ta mới làm à, cách đây à, được khoảng chừng à, À, từ đây ra cái chỗ người ta làm rồi chắc khoảng bốn trăm rưỡi mét á, là tới cái chỗ người ta làm rồi Đấy, nghĩa là từ cái vị trí đầu đất của cái một h tám này ra ngoài chỗ đường liên xã mà chỗ người ta làm rồi á là khoảng bốn trăm rưỡi mét bốn trăm rưỡi mét theo hướng này đường này hiển thị trên sổ đầy đủ hết đường này đường liên xã mà đó anh chị cứ chạy thẳng đường này vào là mình lại về được đường liên huyện à, à, xã ấp bưng c à, tân thành rồi mình lại đi được à, dt 758 À, rồi mình đi uh, được uh, uh, Xã Thuận Phú Xã Thuận Lợi Rồi huyện Phú Riêng uh, Đi được hướng đấy DT741 luôn Anh chị ha Là đi hướng này Rồi mình quay lại hướng này Thì mình đi được uh, Lại ra bọc ra đường Liên Huyện uh, Bưng C Rồi mình ra được uh, Quốc lộ 14 Rồi ra được Ủy ban Tân Thành Ra khu công nghiệp Đồng Xoài 1 Đồng Xoài 2 Đồng Xoài 3 Về trung tâm thành phố Đồng Xoài à, Đó Anh chị ha Thì cái khoảng cách Từ cái miếng 1 mẫu 8 À này, ra về đến khu nghiệp Đồng Xoài 1, Đồng Xoài 2 ấy thì nó rơi vào khoảng chừng 6 cây số. Về được ủy ban Tân Thành ấy, thì nó khoảng 7 cây số. Anh chị ha. Còn về đến à, à, trung tâm thành phố Đồng Xoài thì rơi vào khoảng chừng 9 10 cây, khoảng khoảng đó, khoảng khoảng đó anh chị ha. Đó, à, còn về đến à, ngã tư chân Thành, quốc lộ 13, khu nghiệp BKM chân Thành khoảng 20 cây về bầu bàng Bình Dương khoảng năm về thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi vào khoảng chừng 85 cây số nó rất là gần à, cái vị trí đang đứng ở đây là giáp với xã Nha Bích huyện Trân Thành tỉnh Bình Phước anh chị ha rồi còn quay lại cái miếng một mẫu 8 này nó bắt đầu từ đây bắt đầu từ cái cái cột này cái cột uh, cột gỗ này anh chị nhìn theo ạ à, bên này cao su người ta thu hoạch rồi này người ta bấm cái máng màu xanh này màu sáng màu xanh màu xanh anh chị ha còn cái vườn một mẫu 8 này người ta chưa cạo đất rất là bằng phẳng luôn rất đẹp luôn anh chị ha đó mặt đường nó đây mặt đường nó đây anh chị ha đến cái cột bê tông kia là hết cái đất này thì nó có 11 mét mặt đường này thôi anh chị nhá đó, 11 m mặt đường này thôi đó sâu vào bên trong là hậu ra là một mẫu tám một mẫu tám đây cái cái cao sủ của người ta đây đó, đó chưa cạo năm nào chưa cạo năm nào anh chị nhá đấy tôi quay hết sức chi tiết để cho anh chị xem cho anh chị xem anh chị nhá đó, mặt đường nhiều thì cái giá nó cao đó, mặt đường nhỏ thì cái giá nó ít lại đó, tiền nào của đó anh chị ạ Cái đất này người ta đang bán với cái giá là 2 tỷ 2 trên một mẫu 2 tỷ 2 trên một mẫu anh chị nhá Ấp Bưng C, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài Đất của thành phố Đồng Xoài anh chị nhá Không phải đất của huyện anh chị ha Đó, chỗ này thì giáp với nhà Bích Trân Thành rồi à, Giáp với nhà Bích Trân Thành rồi anh chị nhá à, Thuộc à... chỗ này không phải Ấp Bưng C Vừa tôi lộn, Ấp Bưng C Cái này Ấp 8 Cái này nó thuộc là Ấp 8, xã à, Tân Thành Thành phố Đồng Xoài anh chị ha Tại vì nó giáp với ấp Bưng C, nó giáp với ấp Bưng C nên tôi lộn sang ấp Bưng C nó không phải ấp Bưng C chị ha. Nó là ấp 8, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Còn ấp 7 á, cái ấp 7 là cái ấp là cái nơi mà ủy ban Tân Thành người ta đặt được cái trụ sở đó là ấp 7. Ờ à, à, hết ấp 7 thì tới ấp 8 là cái ấp này, tôi đang đứng ở đây. À, nhìn cây um tùm như vậy thì anh chị không hình dung đâu, chứ đi khoảng chừng 5 450 đến 500 m ra ngoài hướng này này ngoài này đường lớn lắm rồi đó rồi ra đường nhựa bưng c à, đường nhựa đấy có cái lộ dưới là 28 mươi m nó bắt đầu từ quốc lộ 14 khu nghiệp đồng xoài một và nó kết thúc ở dt 758 758 anh chị ha ở à, chỗ xã thuận phú huyện đồng phú anh chị ha đó con đường này cũng khá lớn đấy. cái một mẫu 8 ở đây thì cây khá đều nha khá đều đẹp anh chị ha đó bên này bên này cũng của một mẫu 8 này đây tôi đứng ở đây mới đúng này đó tôi đứng đây mới đúng này đó, đây từ từ cái ngón tay tôi chỉ hất vào bên này là của một mẫu 8 này đó anh chị thấy không ạ à, một bộ 8 anh chị nhá à, rất đa bằng phẳng địa hình bằng phẳng đường sau nở hậu nhá cái chỗ mảng màu trắng trắng đó, đó màu trắng trắng đó là cao su ngày trước nó là cao su già người ta cắt đi giờ người ta trồng cao su non nó mọc cỏ xanh xanh đó anh chị nó còn bên này là của hàng xóm của hàng xóm anh chị ạ cao su già là của hàng xóm ấp ừ. 8, xã tân thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước à, diện tích là một mẫu 8 giá bán là hai tỷ 2 trên một mẫu à, mặt đường liên xã mặt đường đất liên xã của người ta thì chỉ đồng 11 một mét thôi anh chị nhé à, anh chị à, mua cái vườn này thì chỉ để thích hợp là mình à, thu hoạch mũ cao su thu hoạch mũ cao su đây anh chị nhé vì à, thứ nhất là nó gần à, nó gần nó gần à, À với đường đường liên xã này gần với đường liên huyện này gần quốc lộ 14 này gần khu nghiệp đồng xoài một đồng xoài hai này đó nó là đất của thành phố luôn thì nó 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 tiện cho mình hơn là mình đi lên các huyện các xã của huyện ví dụ như là lên tút đồng tâm lên tút phú riềng lên tút bù đăng thì nó xa anh chị nhé Thế thì mình mua ngay tại thành phố Đồng Xoài này uh, Một mảnh vườn, một mảnh đất để làm vườn Thì uh, mình qua lại cái mảnh vườn của mình thì nó cũng gần hơn Là lên những cái địa điểm trên Anh chị nhé Đó ừ. thì cái mục đích sử dụng đất như thế nào thì tôi cũng chia sẻ cho nó thực tế Chứ anh chị nói là cái đất đấy có phân lô bán nền được không Có làm kho xưởng được không Thì tôi xin phép là tôi nói thẳng luôn là đất này không thể làm được Với cái giá trị 2 tỷ 2 trên một mẫu Như này thì anh chị ở thành phố Đồng Xoài Thì không thể làm được cái gì cả ngoài làm vườn Anh chị nhá nếu mà để làm kho xưởng được, nếu mà để làm phân lô bán nền được thì anh chị phải kèm theo cơ sở hạ tầng, phải có mặt đường nhiều, phải có điện 3 pha thì có cơ hạ sở cơ sở hạ tầng đẹp, có điện 3 pha, có đường đẹp, có điện thì chắc chắn là giá trị ở cái thành phố ở tại xã Tân Thành này luôn, tôi chưa nói lên, lên trung tâm nhé Ở tại xã Tân Thành này nó dao động từ 8 tỷ đến 15 tỷ một mẫu. 8 tỷ đến 15 10 tỷ một mẫu anh chị có thể tìm hiểu với uh, lên mạng xem uh, uh, mua đất ở Tân Thành và anh chị gọi uh, do giá thử của các anh chị môi giới thì anh chị sẽ biết là cái giá người ta chào là như thế nào anh chị nhá Còn đó là cái giá thực tế tôi đang chia sẻ cho anh chị ừ. còn cái mảnh vườn một mẫu 8 này thì chỉ có 2 tỷ 2 trên một mẫu thôi và phù hợp làm thu hoạch mủ cao su hoặc làm uh, nông nghiệp làm nông nghiệp cho anh chị ha à, đất này thì uh, có hiển thị 11 mét mặt đường chứ không phải là đất không có đường anh chị nhá à, đất không có đường thì tôi cũng khuyến khích là đừng có mua à, đất nó phải có đường trên sổ chứ ông mua cái đất mà không có đường thì ông ông, ông, đi bằng cách gì mà đến vườn của ông được đúng không ạ đó tôi không, không khuyến khích anh chị là mua đừng ham giá rẻ mà mua đất không đường đừng ham giá rẻ mà mua đất không đường anh chị nhá đất 6 mét đường vào cũng được 10 mét đường vào cũng được nhưng phải có đường nhưng phải có đường hiển thị trên sổ anh chị ha đó đấy, đấy, là cái 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 uh, tôi chia sẻ sơ bộ về những cái miếng đất mà để dành cho nông nghiệp đất nông nghiệp ấy, đất mà để làm phục vụ cho nông nghiệp ấy, anh chị không cần mặt đường nhiều nếu mặt đường nhiều ấy, nếu mặt đường của một miếng đất nông nghiệp ở tại thành phố đồng xoài mà nhiều ấy, thì nó chuyển sang đất thương mại mất rồi chuyển sang đất sản xuất chuyển sang đất thương mại mất rồi vì cái con đường đó mà nhiều ví dụ như là 200m mặt đường, 300m mặt đường mà cho một mẫu 8 này Ví dụ thế thì nó lại quay xa trở lại là thành đất thương mại mất rồi. Những cái đơn vị đầu tư bất động sản, những đơn vị về sản xuất người ta sẽ mua, người ta ta ta, ta người ta làm vào cái mục đích sản xuất, người ta làm vào mục đích thương mại ngay chứ người ta à, không để làm đất nông nghiệp như vậy đâu vì à, dựa theo con đường à, nhà nước công nhận như vậy thì người ta sẽ kiến tạo lên những người ta sẽ làm lên những cái cái, cái, cái cơ sở à tầng tốt để người ta phục vụ cho cái uh, mục đích thương mại của họ anh chị nhá. Còn cái miếng đất này thì nó chỉ có 11 m, 11 mét mặt đường thôi ô tô vào tận đất, ô tô các loại xe tải, xe con các loại vào tận đất anh chị nhá để 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 cho anh chị uh, vào đất để làm vườn anh chị ha. Uhm, thì tôi chia sẻ sơ bộ một chút một chút về về đất nông nghiệp uh, uh, ở xã Tân Thành cũng như là uh, những cái đất mà mà nó quá nhiều mặt đường thì ở đây thì cái giá thành nó lại khác anh chị ha. Tiền nào của đó anh chị nhá đó. Ừ. nhiều nhiều anh chị uh, có chia sẻ với tôi là tại sao đất ở Bình Phước giờ nói mắc thế mắc hơn Bầu Bàng mắc hơn Bình Dương uh, mắc hơn uh, dầu tiếng thì anh chị mà mua đất ở thành phố Đồng Xoài thì chắc chắn nó phải mắc hơn ở những cái huyện cứ huyện mà 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 của một tỉnh của một tỉnh khác anh chị nhé vì thành phố Đồng Xoài của chúng ta là một thành phố trực thuộc tỉnh tỉnh thuộc trực trực thuộc Trung ương anh chị nhé đấy còn uh, còn còn ví dụ như huyện Bến Cát, à, thị xã Bến Cát rồi huyện à, dầu tiếng thì nó chỉ là trục thuộc của tỉnh Bình Phước thôi. Tỉnh Bình Phước à xin lỗi tỉnh Bình Dương thôi anh chị nhá. Đó. Còn thành phố chúng ta là trực thuộc tỉnh một uh, thành phố là đầu não uh, của một tỉnh thì cái 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 cái, uh, cái tiêu chí nó cũng khác. Cái giá trị bất động sản nó cũng khác là ở huyện của một của một tỉnh anh chị ha. Đó, đấy tôi chia chia sẻ sơ bộ thôi anh chị ha. Rồi, một lần nữa tôi nhắc lại nhé Đất anh chị đang xem đây Là có diện tích là 1 mẫu 8 Có 11 mét mặt đường đất liên xã à, Cách cây đường à, đang làm ngoài kia Là có 450 mét thôi à, Cách đường nhựa liên huyện à, Bưng C Thì nó rơi vào khoảng chừng 2 cây số Cách quốc lộ 14 khoảng 5 cây Cách khu nghiệp đồng xoài 1, đồng xoài 2 Khoảng 7 cây Cách ủy ban Tân Thành Thì nó khoảng à, 7 đến 8 cây Khoảng khoảng đó Về trung tâm thành phố của chúng ta Thì khoảng 9-10 cây Đó về Bình Dương bầu bàng thì 35 35 cây về thành phố Hồ Chí Minh thì một cha à, về thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có 85 cây thôi anh chị nhé à, về BKM Trân Thành rồi về um, quốc lộ 13 khoảng 20 cây anh chị ha à, ấp 8 Trân Thành thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước đất của thành phố Đồng Xoài 2,2 tỷ trên một hecta sổ đỏ chính quy một sổ anh chị nhé thì mọi thông tin về cái miếng đất này anh chị liên hệ cho tôi qua số điện thoại là 0918 645 130 hoặc 0271 373 7968 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của cvtland để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.